Ngọc Anh xin chào các bạn khán giả đã quay trở lại với tin tức mới. Rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin nóng nhất có trong ngày. Và ngay bây giờ, các bạn hãy dành ra ít phút để cùng với mình cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày hôm nay nhé. Cậu bé 4 tuổi góp sức giúp người nghèo mùa dịch, tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Mới chỉ có 4 tuổi nhưng cậu bé này đã biết giúp đỡ người khác bằng chính sức lực của mình khiến không ít người cảm thấy xúc động bên cạnh sự cố gắng của lực lượng tham gia phòng chống dịch rất nhiều đơn vị tổ chức cá nhân trên cả nước cũng đồng hành đóng góp sự giúp đỡ đến những hoàn cảnh khó khăn có không ít những hình ảnh đẹp được ghi lại đã lan tỏa năng lượng tích cực cũng như cổ vũ tinh thần đoàn kết của mọi người mới đây trên trang mạng xã hội một tài khoản tên th đã đăng tải đoạn clip quay lại hình ảnh con trai của cô đang nhiệt tình bê gạo quyên góp để được chia sẻ với người nghèo trong mùa dịch chị th viết con cũng góp sức để giúp đỡ các cô chú khó khăn trong mùa dịch covid này ạ à. Theo chủ nhân đoạn clip, cậu bé năm nay mới 4 tuổi, có tên gọi ở nhà là Beo. Mỗi bao gạo nhỏ ước chừng từ 3 đến 5 kg khiến bé di chuyển khá khó khăn, nhưng Beo vẫn rất kiên trì làm việc. Dưới tiết trời nắng nóng, bé trai ướt đẫm mồ hôi sau vài chuyến, nhưng Beo cũng chỉ ngồi nghỉ ngơi một lúc rồi lại tiếp tục khiêng những bao gạo giúp đỡ mẹ. Rất nhiều người đã dành cho bé Beo lời khen ngợi về hành động đẹp này. Cùng với đó, họ cũng tỏ ra có chút ghen tị khi chị TH có được cậu con trai vừa ngoan ngoãn lại vừa hiểu chuyện em giỏi quá nhưng nhìn mướt mải mồ hôi thương ghê nhớ giữ gìn sức khỏe em nhé hy vọng sẽ có nhiều người nhận được tấm lòng của gia đình thỉnh thoảng cho bé vận động thế này cũng khỏe cháu còn bé mà đã biết giúp đỡ thế này thì gia đình chị chắc phải tự hào lắm tuổi nhỏ làm việc nhỏ quá khen cho cậu bé và cùng ngưỡng mộ anh chị cách dạy con quá tốt luôn ạ có đứa con thế này cũng mát lòng clip xứng đáng được triệu tim cho con góp sức mình từ khi con còn nhỏ thế này bé về sau sẽ phần nào hiểu biết và quý trọng sức lao động hơn Mặc dù vậy, cũng có cư dân mạng tinh mắt để ý rằng bé Beo không đeo khẩu trang, đội mũ, dưới trời rất nắng, thậm chí là còn đi chân đất. Vì thế dân tình đã nhắc nhở và khuyên mẹ của bé trai nên cẩn thận với con hơn. Đáp lại vấn đề này, chị TH để lại bình luận giải thích. Lúc đầu con có đeo khẩu trang, đội nón, nhưng bê một lúc nóng quá nên con mới không chịu đeo, đội nữa cô chú ạ. Vậy là mọi người có thể yên tâm rằng gia đình cũng theo dõi bé Beo rất kỹ, chắc chắn sẽ không để con trai phải làm việc quá sức. Hiện đoạn clip đã nhận được hơn nửa triệu lượt xem và vẫn còn được quan tâm rất nhiều. Bạn thấy sao về việc làm của cậu bé này? Hãy chia sẻ cho chúng tôi biết nhé. Vừa rồi là những thông tin vừa tổng hợp trong ngày của tin tức mới. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh của chúng mình nhé. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp hay chia sẻ cảm nhận bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.